đó, chứ mỗi một người một cây dầu Dạ. đó, rồi còn bao nhiêu thì con giúp cho những người mà con đi đâu mà thấy người ta ấy đó thì con Dạ. tự 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 giải quyết, Dạ. con không biết. Rồi con mua ở đây là 10 lố Dạ. đó, rồi Uống dừa đi cho mát. uống dừa, đứa nào uống đi chứ tôi không dám uống. Vậy thôi, cảm Dạ. ơn con, Dạ. ráng giúp như vậy đi thì Dạ. con làm như vậy đó thì con cũng có cái phước một chút, thì cô cũng cũng có cái một chút, vậy thôi chứ không có gì hết Dạ nha. dạ. Cái này là gia đình của cô ở bên Mỹ là 4 người với là 3 đứa em cô ở Việt Nam Dạ. đó, vậy đó. Đó vậy thôi nha. Dạ. Rồi đó, vậy con cứ nhận đi rồi con làm. Dạ. Thì hồi năm rồi á thì tháng 2, tháng 3 cô có gửi về giúp đó, rồi cái cô định giúp thêm nữa mỗi tháng vậy đó, mà cô suy nghĩ là thôi gửi về mất công quá, thôi để cuối năm mình về ăn chiến cho nó chơi cho nó vui. 6 năm nay cô mới về đó, nên Dạ. ra về đi chơi, về dắt này đi chơi Dạ. nè, thành ra không có thời gian, với lạ cô mắc bận việc lắm thiệt à. Dạ. Thì cô bên bển cô còn tiệm đó, cô Dạ. đóng cửa đi 3 tuần là cô mất hết nhiều lắm, chứ không Dạ. có đi chơi thôi. Dạ. Vậy thôi, nói Dạ. tóm tắt vậy đi Dạ. ha. Đó rồi con cứ nhận con Dạ. dầu đó, dầu này á con nhớ cho mẹ một hộp, rồi ngoại một hộp, nội gì một hộp, rồi má dương hộp vậy đó, với Dạ. sữa vậy đó nha. Dạ dạ. Rồi đó, giao con vậy là 10 hộp rồi đó. Rồi con Rồi vậy ra thôi. ra ngoài nghỉ tí xíu đi con, Không rồi thôi để con đi qua 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 Cần Thơ sớm để con chơi bên đó không, đi. đây đi qua Cần Thơ sát bến hả? Cần lắm. Gần Mà mà giờ tại vì mấy đứa này nó nào giờ nó không có đi chơi, cho nên qua bên đó nghỉ ngơi một chút rồi thì con biết rồi, nhưng cái đi mà chơi cho nó đi hiện tại bây chơi. giờ mà đi Cần Thơ giờ này cũng không có gì nữa. Cần Thơ tối mới vui, chiều chiều á. Biết tối vui mà giờ đi ra đó giờ mướn khách sạn đặng cho mà nó nghỉ ngơi khoảng vài tiếng đồng hồ, Dạ. tại vì cô về cô đi xuống đây liền là cô mệt lắm, Dạ. bởi vì leo lên xe con cô còn run cái chân Dạ. nó bước lên nó nổi mới đi vệ sinh chân nè, ra Vậy con không có ở lâu. Ừ, tại ngồi 24 tiếng đồng hồ ra Dạ. người ta đưa Dạ. ra nghỉ mát tí Dạ. đi Ra ngoài mát lắm con. à, thôi đi đi, Dạ. tại vì mấy tôi chị cái cũng kiểu như nghỉ mày nhỏ chút xíu xíu. hai bé cái này không bóc được gì Ai cũng kiểu kiểu không biết đâu kiểu kiểu ở nhà làm. à, mà sao cái cũ nhỏ xíu rồi. Dạ. Bạn cũ nhỏ em này giống quá hả. À, hai anh em. Ủa mấy anh em? Còn ba anh em, hai đứa con với nhóc trong Còn 3 đứa, 2 đứa này đứa này con thì em. cháu Ồ. cháu nội của cậu ba, đứa kia thì ở trong xóm. Ở đây vườn chuối rồi nhiều quá, mát ghê nha. Thì thấy đi thì cũng vui vui. Dạ. Mà sao thấy ở đây cũng ở nổi. Buồn lắm. Buồn ơi là buồn. Chặt dừa ra đứa nào uống đi chứ má không có uống đâu nha. Nam uống đi Nam. Dạ có Nam uống nước suối suối có Nam ơi. Có em đây không? Để ra đây nào cho nó mát. Nghe nghe Thiện nói đi đi cho quà cho nên mới không con sợ tới chiều lắm con. Hiện sợ. tại giờ mới có 12 giờ thì nó đâu có còn sớm á. Thì ví dụ như giờ mình đi ra cái đường 89 Vũ Trọng Phụng gì mà nằm ở lấp Rạch lấp Giá biển Thái à, Mộ. lấp biển cái đó sao Dạ cái đi xa, khoảng xa 40 cây số. À vậy à, thôi 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 đi đi ra Cần Thơ chơi rồi vậy tự à, chứ nữa. à. Ra ra sao ngồi đi coi. Ở ngoài này nó hầm hơn, ngoài ngoài mát hơn. Dạ. Cất tiền hết Dạ đi. dạ. Được đâu chị ơi, đi ra ngoài này cho đi ra ngoài này ngồi Trang ơi, bây giờ vậy nè chị, tụi chị đi lộn đường rồi, đi xa quá bây giờ không kịp nè, quá, vậy rưỡi ra giá cho tròn em tròn là nè. tới 40 cây số rồi. Nên là chắc chị chắc thôi đem về đi. Bây giờ chị đang ở bây giờ đang ở dòng riền nè. Mà vô đi đi sâu lắm, đi sâu 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 lắm.
Đây ra đây nằm nghỉ. Bến xe Bạch Sỏi hả? Ủa lúc mình về có đi ngang bến xe Bạch Sỏi mà. Để đi hỏi tài xế. Để cái quầy non hơn chút á. Mình đi trời ơi, cái tối ngày cái trời, cái kênh đó hoài đó. Rồi thấy đồng ruộng này nè. Dạ. À, thấy lúa rồi đập lúa rồi mái cắt rồi gì tùm lum hết. Dạ là thấy thực tế rồi đó. À giờ đi thấy thực tế. Không phải là cô sợ gì biết không, mà tại vì cô đi chơi cho biết mục đích là đi nhiều chuyện biết không. Dạ. Là công chuyện rồi dạ. Kết hợp vô. Chứ cô đâu có sợ gì con đâu mà, dạ. Mà cô phải đi tới tận nhà. Cái đó là con đừng có hiểu lầm cô nghe chưa. Dạ. Cô không có sợ, nếu cô sợ là hồi bên Mỹ cô không có gửi về. Thấy không? Dạ. Đó đó là cô đâu có biết gì đâu. Dạ. Đó thì tại vì cô muốn làm, nói chung là con sống ở bên Mỹ á, tại vì cô cũng vấp ngã nó nhiều trận lắm thiện à, cho nên bây giờ cô làm cũng lớn tuổi rồi thì cô cũng nhín chút thời gian ra đi để mà giúp cho đời một chút vậy đó, thấy người ta cũng cảnh khổ. Dạ. Mình khổ người ta còn khổ hơn vậy thôi, kệ đó, bây giờ giống như lo lành đùm lá rách một chút vậy thôi. Dạ. Mình cũng không có giàu có, không có dư giả gì, mình cũng làm cũng sống vậy thôi. Tại vì mình phải nhịn lại một chút, mình không có xài sang vậy đó. Dạ. Đó vậy để giúp cho đời chút vậy thôi đó, nói chung là vậy đó. Rồi bây giờ cô xuống lần này rồi tới cô tới tháng 12 nữa cô mới về với thằng anh của thằng này. Dạ. Nó cũng chưa có biết xứ miền Tây này. Dạ. Cho nên là mục đích là đi để cho nó biết xứ miền Tây. Dạ. Chứ không có gì hết nghe, đừng nghĩ gì nói cũng sợ rồi nghe nghe con. Dạ. Đó là con nói thiệt á. Dạ. Cô vui vẻ lắm cô. Cô vô tới đâu là cô giỡn, cô la cười dữ lắm. Nhiều khi nhiều người ta nói cái bà này chắc kỳ vậy. Giống như người nhà mình vậy thôi à. Dạ. Cô tên thật ở ngoài là có giống như trong Facebook không con? Cô cũng tên đó đó. Dạ. Nếu mà tên Mỹ của cô á, lấy tên Mỹ đó là chữ chữ bé đi trước và chữ khoan đi sau. Dạ. Không có lấy chữ hello. Dạ. Đó, còn cái này là tại vì cái ông mà gửi tiền đó, ông lấy theo cái tên tiếng Anh trước. Dạ. Trong giấy chứng minh nhân dân. Ôi, bậy trong cái bằng lái xe. Dạ. À, đó thành ra vậy đó chứ không có gì hết á. Mấy người nào biết uống lá dừa không cô? Biết, ở bển cũng có dừa mà. Để thử rồi. Để thử coi ha. Chịu gì hết. Con về có 20 ngày à. Ở cô nói là không có nghĩa là bắt bà về đây á, còn mới qua. Mới qua. Dạ. Tối hồi tối này nè, 2 giờ tối đó. Rồi lo khui đồ rồi giao kết mấy đứa cháu đồ này kia xong hết rồi cái là 4 giờ rưỡi cái đi luôn tới dưới này luôn đó. Dạ. Bởi vậy cô leo lên xe cô. Leo lên xe con cô chuyển biển luôn thấy hả? Nó giống như nó bị cúm chân vậy đó. Bởi vì nó sưng nè em thấy hả? Cô kêu mấy ba hay biết đó. Rồi mà sẵn xuống rồi xe. Về cái đi luôn. Về rồi cái còn qua đi làm những dỗ bà già. Phải đi qua Bến Tre nữa. Qua bên cái chùa gì mà có một nhóc nó mới vừa chết rồi đó, Phạm Đức Lộc á, chùa Quảng Đức gì của Bến Tre đó, thằng đó không biết hả, thế giới nuôi nó mấy tỷ bạc, nó sống được 4 năm nó chết rồi, đó rồi giờ cô cũng phải về ghé đó giúp cho cái tỉnh, đó. Đi nhiều chỗ, chứ không phải chỗ này thì nhiều luôn. Nhưng mà đi chơi mấy tỉnh miền Tây là có Cần Thơ với lại Bến Tre là thành nước rồi. Cô đâu có đi chơi đâu, có còn xuống chợ rồi ăn uống rồi. Bây giờ mấy mét mở tay cái này gì lịch rồi. Chợ nổi là ví dụ như bữa nay đi ngoài đó mà sáng lên mà phải tranh thủ đi sớm thì chợ nổi à biết đúng rồi. Phải tranh thủ làm sao bạn phải 6 giờ ta nói 5 giờ là ra đó đi
coi như 5 giờ là bắt đầu nó mở cửa. Đó, cái 5 giờ. Hình sáng như là cái cảnh đẹp lắm. Cảnh nó đẹp. Sáng sớm. Sáng sớm. Con của cô nó muốn đi xuống cái ghe nó coi người ta buôn bán ở dưới đó làm sao, cũng vui vậy đó. Đi chỗ biến cho vui. Người ta có cái dịch vụ cho mình là đi tham quan chợ với lại đi một lần ở trên sông đó, là người ta mướn, người ta tour vậy đó, người ta chở mình đi hết vòng vòng với cái sông Hậu rồi đó. Nhưng đi hết vòng vòng luôn. Ở trên ghe đó nha. Mà ở Cần Thơ bán cái cây ăn có tốt. Trên cây nó hái xuống luôn. Trong phong điền hình như trên cây nó hái xuống. Vậy? Sao dám ăn? Tại vùng Cần Thơ thì người ta trồng trái cây quanh năm đó, cũng đỡ nha. Không phải là 100% nhưng mà chắc khoảng cái gì 80%. Đúng không? Sầu riêng rồi quýt gì đâu mà nó nằm nó rơi luôn, nó lên mạng đó. Mình coi mình cũng không dám ăn luôn. Nhất là quỷ đu đủ này nữa nè. Rau muống nữa nó vào để cả đống những rau dở rồi. Ghê quá. Không phải là gì mình thấy mình cũng ớn phải không, mình cũng sợ thôi, cảm giác mình thấy mình ăn vô nuốt miệng nó không nuốt miệng ghê lắm, sợ lắm. Rồi chị ở nhà có làm gì không, có buôn bán nấu cơm ở nhà nấu cơm rồi không hả? Chị ở nhà hôm nay nhiêu tuổi rồi? 21. Vậy cũng còn trẻ. Vậy nhỏ hơn mày hả? Ờ nhỏ hơn mày, cái này là em út. Vậy thôi, vậy á, vui vẻ vậy đó, dạ. Có gì hết á. Con mũi đồng quê đi coi. Trời ơi, ơi ăn gì là quá ngon. Ăn vậy là ngon rồi, còn gì nữa. Để ly cái chén sớm nước mắm này có qua bên kia. Ê, hai đứa xuống lại ngồi ăn. Dạ, dạ. Lại ăn cơm đi. Ăn đi bác sĩ tư vấn. Ngồi xuống rồi, tạm chị ăn cho vui với chị. Ngồi đi con, kêu đây ăn. Kêu mẹ rồi vô ăn. Dạ, dạ, dạ. Ủa rồi ba Thiện đâu Thiện? Dạ ba con đi làm rồi con ơi. Trời. Ông vậy đó, thành ra đúng mỗi lần quay phim đâu có thấy ba con đâu. Ủa làm ruộng hay làm gì? Đi làm, đi dầm với viên. Ồ, như vậy học hả? Rồi vậy là cũng nhà còn là dân trí thức không nè, đâu có phải dân vừa giỏi đâu. Vậy con có học giỏi. Mẹ ở nhà làm đâu biết được rồi. Hỗ trợ. Trời ơi, cái này đi bắt hay là mua? Mua đó cô ơi. Ủa tưởng đâu đi bắt về. Mua đây cũng ngon. Ở quê cá ở đây bắt ngon. Mua đũa đó. Gì vậy? Mày ăn đây. Không có cái gì. Ăn cá gà. Ăn đi. Về quê cho mày ăn đi. Dạ dạ. Sao đi nha con. Ờ ăn đi, không có sao đâu. Thiệt tình mà đừng lo. Gấp đừng lo. Chỗ nhiều quá để chiều ăn chứ ăn đâu có hết. Bây giờ ăn thử cái này chứ hồi nào giờ không có ăn. Trời ơi chị. Ăn cơm chị. Dạ. Kêu nhỏ kia vô ăn cơm. Rồi coi. Nội ăn đi Thiện, quấy hoài vậy. Cái lớp này người ta tác vuông á. Dạ. Thành ra nó là chắc 100% là cá đồng. Còn cái chua ngon luôn. Cái hố cá này. Nhiều lắm, đừng có ấy quá, quậy ra nát hết để chiều ăn. Ăn không có hết đâu. Ăn không hết đâu. Có rau này chị.
Dạ, được rồi, ăn đi. Một con thôi, dẻ một con ăn hết. Dễ rồi chiều ăn nữa chứ. Ăn về rồi phí. Cái trê mà có đồng quá hả? Dễ bên này là nó. Dễ hả? Dễ đây đi. Lâu lâu ăn gì ngon ghê chứ. Mấy chục năm rồi mới về ăn được vậy nè, chứ đâu có ăn vậy. Mình có chấm cái này, chấm cái này. Như không chấm đó thì chấm cá này. Chỉ chấm cá chiên vậy, dạ. Nước mắm nó là đây này. Cái này nước mắm mặn đây chấm nè. Vậy chị không có con gái hả? Trai không hả? Mấy đứa trai? Ba. Ba đứa trai. Thì tôi cũng có hai thằng trai à, không có con gái. Thấy thấy Thiện nó quay phim nó hay đi lặt cái máy là một cái bông vàng vàng này nè. À. Ở dưới sông có. Cái đó là nó mọc quang chứ mình đâu có chặt không trồng á. Ở đó có mọc quang con mà giờ phải trồng mới được. Cái đầu trồng nó cứ được nước sông, dưới mé sông á. Ở trên bờ mà dưới mé sông á. Nó mọc cái gì sông. Cái mùa nước nổi nó ăn được hả? Ăn được. Bông bông này ăn được. Ngon. Cá quen rồi. Không quen. Chứ không quen. Thế lạ. Ăn cá không được luôn hả? Dạ. Nó nhiều cá nó ăn không được tại nó mùi cá đó. Còn một cá chiên chiên ăn được. Vậy là cá chiên nha. Vậy là nếu mà ăn không được ăn cá này được không? Đắt hơn. Dạ. Đắt hơn được không? Mẹ con lâu lâu cũng nó rảnh nó về sớm nó cũng nấu cũng ăn bay vậy nè. Tại tôi thấy rồi, tôi thấy cái này nó đi quá trời nó không có được về sớm đó. Thì công chuyện đó mà đâu có về sớm được. Vậy có hồi không à? Vậy thì có con vậy cũng tốt đó chứ. Nó biết đi làm vậy là cũng tốt chứ đâu có gì đâu. Phải. Nhưng mà lúc đầu chán nó không sao làm. Cô ở tiểu bang nào đó? Cô ở tiểu bang Michigan. Còn lớn của cô nó ở bang Bắc Sĩ. Ở Bắc Sĩ là khu nóng, còn chỗ cô á bây giờ đang chuẩn bị bão tuyết nữa, tuyết lạnh đó. Bắt đầu tháng 11 là bắt đầu nó lạnh. Nó hơi chua chua ngọt ngọt. Ở đây cho anh đuổi đi quen. Không có nỉa. Thấy lần qua là phải cầm cho cái nỉa. Quên rồi. Cá nè cô. Dạ, để rồi. Đứng đâu á. Anh gấp cái miếng con cá đó cho cô. Nấu được, để nó đi, để ăn thôi thôi đó. Tài à? Lâu lâu xuống đây quậy bữa ăn thôi. Tôi không có ăn cơm nhiều đó. Ăn cơm nhiều á nó bị đường nó lên nhiều á, thành ra không có ăn cơm nhiều. Ngày ăn có hai bữa cơm thôi, mà bữa khoảng nửa chén, khoảng nửa chén vậy á. Bông điên điển này là mới hái luôn. Cái thằng nhóc nó đang rửa đó, nó chập nó. Em nóng rồi. Để cắt cho. Đậu mình nói tiếng Việt nó có biết đâu. Ai có tiền dịch lại coi. Nó
nó nhiệt không biết không? Biết không? Bớt mình đưa đưa cái tay rồi biết rồi. Rất sức rồi. Rất nhiều, nó không có ăn nhiều đâu. Nói chung là lần đầu tiên cô mới ăn được cái bông này đó thì chứ phải lạ giờ cô biết ăn. Nghe nói mà không có ăn. Mà giờ thấy được không? Được, giờ ăn lần đầu tiên đó. Cái bông này ở chợ nó bán chỉ 50.000 đó. Cái bông này là ăn với cá linh. Cái mà mùa này là cũng không có là cá linh, mà cá linh đó là còn chiên lên để sống thì kẹp vô ăn béo. Nhớ lại gì? Để sống ăn béo. Bông sao đũa gì nữa? Còn bỏ vô ăn bông sao đũa nữa. Mà tôi cũng chưa biết ăn bông sao đũa. Con hôm qua con cứ không bóp giấm đâu. Bóp giấm ăn được ngon quá. Dân nhà quê mà không biết ăn mấy lại. Cái này mất lỗi. Tại vì ở quê ở trên cảnh không có có. Chỉ có nhiều tay thôi. Mình mua, mua có. Có hai loại bông luôn chị. Cái bông khô với cái bông cầm trồng trồng tinh khô ăn nó cái một cái là loại cây trồng dưới nước nó là cây tinh khô nên tinh khô nó ăn không có ngon mà cái mấy cái bông này dưới nước gà nó béo lắm. Ăn với cá với cái còn đâu có đâu, cái đó là bông tinh khô nên nó ăn nó ngon, còn cái bông này là nó làm dưới nước. Dạ. Xong gấp ra để gấp chung vậy rồi nó không sao là sao, sao chịu ăn không sao đâu, không bất lỗi. Ăn thử miếng nè. Dạ. Nhà ăn bắt nó ăn hết đi. Không có ăn nhiều.